Chào các em. Chúng ta hãy cùng chào nhau bằng một tiếng hô thật to đi. Yeah! À, cô hy vọng rằng các em hãy mang năng lượng này để đến với bài học tiếp theo mà cô sẽ hướng dẫn cho các em, đó là bài đựng nhiều hơn, đựng ít hơn. Nào, chúng ta cùng vào bài học nhé. Bài học này sẽ giúp các em hình thành biểu tượng về dung tích qua việc so sánh để nhận biết đựng nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau giữa hai đồ chứa chất lỏng biết cách so sánh dung tích các vật chứa. Bài học chúng ta sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất, cô sẽ giới thiệu cho các em các cụm từ đựng nhiều hơn, đựng ít hơn, đựng bằng nhau. Phần thứ hai, chúng ta sẽ thực hành và phần thứ ba là hoạt động thực tế. Cô mời các em đến với phần đầu tiên. Cô sẽ giới thiệu cho các em những cụm từ đựng nhiều hơn, đựng ít hơn và đựng bằng nhau. Các em hãy quan sát trên màn hình trên màn hình xuất hiện hai chai hoàn toàn không có nước và các em hãy cho cô biết xem chai nào sẽ đựng nhiều nước hơn bác gấu hỏi chúng ta rằng thế làm sao để biết chai nào đựng nhiều hơn à để giải đáp câu hỏi của bác gấu thì hai bạn nhỏ đã tranh luận với nhau và có một cách để thực hiện. Đó chính là chúng ta sẽ đổ đầy nước vào một chai và chúng ta sẽ đổ chai nước đầy vào chai còn lại. Đây, cô sẽ hướng dẫn cho các em nhé. Trên màn hình các em, cô đã đổ đầy nước vào chai A. Bây giờ, cô sẽ đổ nước của chai A vào chai B nào hãy nhìn vào mô hình và dự đoán cho cô biết khi cô đổ nước từ chai a sang chai b thì điều gì sẽ xảy ra mời các em dự đoán thử xem nào cùng trình bày nhé đầu trường hợp thứ nhất cô xem bạn nào dự đoán giống cô nhé cô sẽ dùng mô hình để minh họa trường hợp thứ nhất nếu cô đổ nước từ chai a sang chai b và cô thấy đã hết nước của chai a và chai b đầy nước như vậy cô sẽ có câu kết luận chai a và chai b đựng bằng nhau có ai đoán giống cô không nè à cô nghĩ chắc nhiều bạn sẽ đoán được đúng không trường hợp thứ hai xem bạn nào đoán giống cô nha trường hợp thứ hai cô đổ đầy nước từ chai a sang chai b xem xuất hiện chuyện gì đã đổ hết nước của chai a rồi mà chai b vẫn chưa đầy nước như vậy chúng ta có câu kết luận gì chai a đựng ít hơn chai b từ chưa nào trường hợp thứ ba chắc ít bạn nghĩ ra lắm nè mà bạn nào nghĩ ra cô nghĩ rất rất là giỏi trường hợp thứ ba cô lấy chai nước a cô đổ sang chai b thì đã đầy chai b rồi mà chai a vẫn chưa có hết nước như vậy đến đây cô kết luận chai a sẽ đựng thế nào so với chai b à chai a đựng nhiều nước hơn chai b như vậy qua phần dự đoán vừa rồi các em đã được làm quen với đựng nhiều hơn đựng ít hơn đựng bằng nhau và chúng ta hãy cùng đến với hình ảnh tiếp theo các em hãy quan sát trên màn hình cô giới thiệu các em đây là ba bình để chúng ta đựng nước các em thấy ba bình này đều có hình dạng giống nhau chỉ khác nhau ở độ lớn thôi đúng không nào và các em kết hợp với việc quan sát sử dụng các từ nhiều hơn ít hơn bằng nhau để các em hoàn thiện ba câu dưới đây bình a đựng thế nào so với bình b bình b đựng thế nào so với bình a và bình a và bình c đựng thế nào mời các em thực hiện vào giấy sau khi thực hiện xong các em đã có đáp án của mình chưa nào à chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy bình a sẽ đựng ít hơn bình b bình b đựng nhiều hơn bình a và bình A, bình C đựng bằng nhau. Như vậy qua hoạt động này các em thấy nè, các vật chứa nước mà có hình dạng như nhau để so sánh xem vật nào chứa được nước nhiều hơn, ít hơn hay bằng với vật kia thì chúng ta không cần phải thực hiện thao tác đổ nước như cô vừa hướng dẫn vừa rồi, mà các em có thể quan sát độ lớn của vật nếu vật lớn thì sẽ chứa nước nhiều hơn nếu vật nhỏ sẽ chứa nước ít hơn và nếu hai vật có hình dạng độ lớn như nhau thì sẽ chứa nước bằng nhau được không nào các em rồi nếu đã nắm được hoạt động thứ nhất rồi thì cô mời các em cùng đến với hoạt động thứ hai chúng ta sẽ thực hành phần thực hành đưa ra cho các em một yêu cầu đó chính là có hai chai đầy nước làm sao biết chai nào đựng nhiều nước hơn đây cô có hai chai trên màn hình đựng đầy nước như vậy bây giờ nhìn vào sau mà chúng ta biết được chai nào đựng nhiều nước hơn và các bạn nhỏ đã hướng dẫn chúng ta sẽ sử dụng một cái cốc hay còn gọi là cái ly các bạn nhỏ nói rằng rót ra xem mỗi chai được bao nhiêu cốc nước đầy à nghĩa là chúng ta sẽ lần lượt rót chai thứ nhất vào đầy cốc xem được bao nhiêu cốc tiếp tục chúng ta sẽ đổ nước ở chai thứ hai vào đầy cốc xem chứa được bao nhiêu cốc nếu chai thứ nhất đổ được đầy nhiều cốc hơn thì chai thứ nhất sẽ là chai đựng nhiều nước hơn và ngược lại được chưa nào như vậy phần thực hành này các em hãy cùng với ba mẹ hoặc anh chị thực hành ở nhà để chúng ta biết được sức chứa của các vật như vậy hàng ngày xung quanh các em có rất nhiều vật như bình chai can có sức chứa khác nhau. Các em cần để ý xem vật nào chứa được nhiều hơn hay ít hơn nhé. Chúng ta cùng đến với phần hoạt động thực tế. Ở phần hoạt động này, chúng ta sẽ cùng người thân tìm hiểu xem đồ vật nào đựng nhiều nước hơn. Và phần thực hành này cô dành cho các em để các em cùng thực hiện với ba mẹ hoặc anh chị của mình ở nhà. Ví dụ chúng ta hãy quan sát xem cái nồi này đựng nhiều nước hơn cái nồi kia hay cái nồi kia đựng ít nước hơn cái nồi này thì hoạt động này cô hy vọng rằng các em sẽ thực hiện tốt ở nhà với người thân của mình nhé. Như vậy qua bài học đựng nhiều hơn, đựng ít hơn. Các em đã biết so sánh sức chứa của hai đồ vật chứa chất lỏng và biết dùng từ nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau để diễn tả. Thế hôm nay các em đã có một buổi học như thế nào? Hãy đánh dấu tích vào sau mỗi nội dung mà các em đã thực hiện tốt nhé. Em nhận biết đựng nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau giữa hai đồ chứa chất lỏng. Em biết dùng từ ngữ để diễn tả khi so sánh đựng nhiều hơn, ít hơn hay bằng nhau giữa hai đồ chứa chất lỏng cô nghĩ rằng bài học này các em thực hiện rất tốt đúng không nào tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi cô hy vọng bài học này đã mang đến cho các em rất nhiều điều lý thú cô chào tạm biệt các em chúc các em lúc nào cũng chăm ngoan nè học giỏi và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng chào tạm biệt các em nhé